Dạ, em xin kính chào với cô chú, anh chị yêu hết mai vàng. Đam mê sưu tầm bonsai kỹ trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Của Đơn Hậu Giang ạ. Và hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú, anh chị mình vườn mai của anh Liêm ở Long Hồ, Vĩnh Long. Hôm nay thì anh cũng có một số giống mai đủ loại kích cỡ muốn giao lưu cùng quý cô chú, anh chị ạ. Mong cô chú mình yêu thương, ủng hộ vườn, ủng hộ kênh ạ. Em xin phép vô clip chia sẻ luôn cô chú, anh chị ha. Xin chào anh Liêm ơi. Anh chào Phương ha. Dạ con xin kính chào quý cô bác anh chị sao ha. Rồi, hôm nay trả lời cho anh con có một số mặt hàng kiển xanh ha cô chú, với mai vàng đủ loại cô chú ơi. Hôm nay con nhiều phép lợi lớn luôn của chú anh chị ha. Số điện thoại con là 0939619278. Rồi địa chỉ con ở khóm 2 thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long ha cô chú. Để con xin phép lợi clip luôn ha. Dạ. Rồi, dạ mẫu số 1 là con giao một cặp ha, giao luôn một cặp ha cô chú. Một cây là giả tuyệt sắn nha, còn một cây bên đây là mai vàng ghép với cúc thọ hương. Mấy hàng này con ghép liền cốt hết rồi ha. Cây con lúc quấn rễ á thì nó liền cốt hết trơn rồi, cây kia nó trơn rồi. Cây cái dáng rộng nó, cây này là giả tuyệt sắn, còn đây là cúc thọ hương. Rồi, tổng chiều dài bộ tạng nó được 52 hết cô chú. Cái này hoành nhỏ hả cô chú ơi. Những tay Úc 4 cm. Tổng chiều dài cành đỏ nó là 65. Tàng ngang là 39. Dạ, mã số 1 mai này con ra luôn cô chú, giá là 700 ha. Bao ship hả cô chú? Dạ, 700 nha cô chú anh chị. Bao ship tận chậu luôn cô chú ơi. Một cặp được hai giống nha cô chú anh chị ha. Một cây thọ hương, một cây giả tuyệt sắn. Dạ. Số 2 hả cô chú. Mai vàng con cái này ra vàng con ghép với cúc thọ hương ha. Cái gốc này là gốc giả Indo ha. Đó, xù Singapore. Nè, xù ha. Cúc thọ hương ghép với cúc thọ hương. Nó cũng liền cốt trơn luôn cô chú ơi. Như cây ghim luôn rồi. Sửa thành dáng đỏ ha. Mình nó cũng có duyên không cô chú. Nó gọn cô chú ơi. Rồi, thông số luôn. Cho tàn ngang được 52. Tổng chiều dài cành đỏ nó 70. Hoành được 19 nha cô chú. Dạ. Cái này nằm đang nằm cái chậu lọt lòng là 2,5 cm. Mai vàng ghép với cúc họ hơn nha cô chú, dáng đổ. Dạ, em xin giá luôn ạ. Dạ, rồi mã số 2 con Zalo cô chú giá là 1.200.000, bao ship tặng chậu luôn ha cô chú. Chậu này bằng mũ nha. Đây là mã số 3 ha cô chú. Này mai vàng ghép với đại lộc. Nó cũng liền cốt hết trơn cô chú ơi. Mấy hàng này có cũ rồi. Cũng mấy năm rồi ha. Sửa hình nhắn bay ha cô chú. Đó, gọn. Dạ. Chiều cao tới mặt chậu nó được 39. Tổng chiều dài cành bay nó 59. Hoành nó được 7. Cây đang nằm lọt lòng cái chậu hoa hết không chú. Dạ rồi mã số 3 con Zalo cô chú giá là 350. Đại lộc nha cô chú anh chị. Đại lộc. Dạ. Rồi tiếp theo là mã số 1. Dạ số 5. Mã số 4. Số 4 ạ. Mã số 4 là con Zalo một cặp hết cô chú. Quay từ cây ha. Cái này là chứa thủy lá lớn. Dáng thác đỏ hay không chú? Cái này là cái thứ nhất nha. Đổ treo luôn hay không chú?
Con Zalo một cặp ha. Rồi em đăng số luôn. Tổng chiều dài cành đổ là 95. Tàng ngang 52. Hoành thân nó được 26 rồi chú ơi. Đặt lòng chậu này là 3 tấc. Rồi cây thứ nhất ha cô chú. Rồi đây. Dạ cây số 2 của mã số 4 nha. Số 4 chị. Một số luôn. Tổng chiều dài cành đổ nó 95. Tàng ngang nó 56. Hai cây này nó đổ bằng nhau. Hoành cây này được 20 cô chú ơi. 19. Lật lòng chỗ 3 luôn ha. Cặp số 4 nha. Dạ, mã số 4 con Zalo một cặp chú thủy rác đỏ này, con Zalo của chú giá là 3,5 triệu ha. Ba ship phải không chú? Dạ, một cặp 3,5 triệu. Dạ. Số 5 là cây trang đỏ nói chung hết cô chú. Cây này thì nó rất là già luôn ha. Quá xa già luôn rồi chú ơi. Cái đường thân nó có bị lũa ha. Nó già quá, nó quá đá. Có đế luôn rồi chú ơi. Con cũng sửa theo cái dạng dáng bán đổ luôn ha. Mới cắt gom tàn lại nó gọn. Tàn ngang nó là 67. Tổng chiều dài nó là 99. Sàn khó đâu chết rồi đó, hạn hạn vậy đi. Hoành được 23 hết cô chú. Đọt lòng cái chậu này là 36 35. Cây này thấp thân rất là thấp luôn cô chú chị nha. Cây nó già dữ lắm, già rồi chú ơi. Rồi mã số 5 con Zalo của chú giá là 2,5 triệu ha. Dạ. Mã số 6. Mã số 6 là một cây mai vàng ghép với cúc họ Hương thấy cô chú. Dạ cây trực lắc luôn cô chú. Dạ, trực lắc ha. Phơm tàn ra cũng đều chân ha. Nói chung này con sửa theo cái lối cây bonsai hình nữa, con quýnh mâm chi gì nữa, cạnh nó nhìn nó gầy gợt chứ nó không có bít bùng. Nhỏ mà đều cái nó già lắm cô chú. Dạ. Thẹo đồ đã liền hết trơn ha. Dạ. Chiều cao tới mặt chậu nó 95. Tàng ngang 60. Hoành thân được 21. Dạ. Cây đang nằm chậu 4 hả cô chú? Nó gọn cô chú. Để chơi. Dạ rồi mã số 6 con Zalo cô chú đá là 1,5 triệu ha. Mai vàng ghép cúc họ Hương nha cô chú anh chị. Dạ. Mã số 7 dạ. Là một cây sung hết cô chú, sung trái ha. Cây này hình dáng nhận nó lai lai quái quái như thú rồi cô chú. Đây. Đó. Nhưng thú nằm dài vậy ha. Cây cũng thành phẩm cô chú ơi. Ấm này. Ấm tàn này. Con sửa theo cái cây bonsai ha, sửa mâm chi ha chú.
cốt cành nói chung cũng quay nhạo hết trơn đó chú ơi. Chỉnh ha, rất đẹp. Dạ đó. Chiều cao 50. Tổng chiều dài nó là 59. Chứ mình nó dài là 35. Hoành nó được 22 con chú ơi. 500 cái chậu hoành dài 50. Ngang là 40. Cây này thấp hơn rất là thấp luôn cô chú anh chị nha. Không sang cái này về cô chú mình vô cái chậu chậu men á cô chú. Gớm ha. Dạ. Ờ mã số 7. Không? Dạ. Dạ mã số 7 con Zalo cô chú giá là 1.9 đó cô chú. Dạ. Cảm ơn chú ơi. Mã số 8 là cái chú thủy trung nu ha. Cây thành phẩm ha cô chú. Cây này bộ đế đặc sệt luôn cô chú ơi. Làm thêm chọn trắng men luôn ha. Vàng xuông dày mịt luôn nha cô chú chị. Chi nhạo luôn rồi. Nhạo thành phẩm hết trơn cô chú ơi. Buông dây hết rồi. Còn con cộng 1. Để chiều cao được 60 cô chú. Tán ngang nó cũng 60 luôn. Mình con lôi 2 điểm đi ha. Xác đây là đã được 29 nè. Rồi con bỏ cái chi này ra. Bỏ chi này ra nó còn được 21 đó cô chú. Cái củ đặt ở trên này được 45. Tổng cục đế đặt nó là 99. Mã số 8. Dạ mã số 8 con Zalo của chú giá là 3.5 triệu. Bao ship tặng chậu luôn hay không chú? Dạ. Số 9 hay không chú? Mã số 9 là một cây mình chú thủy da đen lá lớn. Cái này nó lùng lực hơn á cô chú anh chị. Dạ. Cái thằng này con cũng buông dây hết trơn thôi chú ơi. Ép chỗ mỏng ha. Chiều cao nó được 45 cô chú. Cá ngang nó 70. Bình thân được 37. Không có tròn chỗ nào đo nữa cho con chỗ 1 eo nhỏ nhất. Cái cua đặt được 75 hả cô chú? Rồi, rồi mã số 9 con Zalo cô chú giá là 3.2 triệu. Bao ship luôn cô chú. Phôi mai vàng ghép với cúc họ hương thấy không chú? Cái này nó có bị cháy nha, cháy đường. Từ cái miếng này ha, cháy cái này. Cái này ghép 3 bò ha cô chú chị. 3 bò. Cháy nhưng mà cây nó vẫn mạnh khỏe ha. Dạ, tan ấm tan mềm cho cô chú mình về chơi bông. Đã chiều cao được 75 cô chú. Tàn ngang nó là 68. Hoành nó được 17. Cây nằm chỗ 4 ha. Giờ rồi mã số 10 con Zalo cô chú giá là 500.000. Bao ship nè con không tặng chậu nha cô chú. Dạ. Rồi tiếp theo là mã số 11 ha cô chú. Là một cây kéo thủy da đen lá lớn nha. Bơm dùng lực ha cô chú. Cây này mùa đế đặc sạch ha. Mùa đế như thằng núi.
cây rất là nồng lực luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao được 69, tán ngang là 79. Tổng cục đế đặt nó là 143. Thì cũ lưng lửng nó giành được 102. Cái này nó hơi khó đâu. Đây, con đo cái eo chỗ nhỏ nhất gì là nó được 56 hả cô chú? Cây hiện tại đang nằm chỗ 6 ha. Số 11 không ta? Chú giá là 6 triệu. 6 triệu mã số 11 nha cô chú chị. Thế là mã số 12 hả cô chú? Mã số 12 alo cô chú là một cây mai chú thủy da đen lá lớn luôn ha. Cây này thành phẩm hả cô chú? Cốc cành thì nó qua nhạo ha. Thích phơm tàn cái nón lá hả cô chú chị? Trực lắc hả cô chú? Cây này thì con lá bỏ vô 100% luôn ha. Nó đã thần dây hết rồi. Phơm tàn thì nó dày mà tất chân cô chú ơi. Kính hết rồi. Nhà xương thì đẹp, bao đẹp luôn ha. Một đế nó khớ nó chơi ha, đặt cạnh. Cô tài ở ngoài nhìn đẹp lắm rồi chú ơi. Kính mít nè. Rồi cho thông số luôn ha. Chiều cao được 87 cô chú. 8.500m đúng. Quanh là 32. Thất thân nó là 14. Tổng đế đặt nó 130. Cái này lọt chồng chậu 5 hả cô chú? Giác. Dạ rồi, mã số 12, con sẽ thích Zalo cô chú giá là 5.500.000 ha. Bao ship cho cô chú luôn ha. Dạ rồi. Dạ, tiếp theo là mã số 13 con Zalo cô chú là một cây mai vàng ha. Cái này là cái dấu ghim nha cô chú. Bao bông cho cô chú là bông từ 12 cho tới 24 cánh ha. Cây này như cây thông luôn cô chú anh chị nha. Bạn thì kính mít hết trơn rồi. Mấy hàng này là có mặt bông hết trơn ha. Cái này nó có một cái lỗi là nó có cái nó có bị mà cái thẹo tuột đường nè, nhưng mà nó hiếp nó muốn hết rồi nè, thấy không? Chúng nó muốn hết rồi nè. Cây thì nó sống khỏe thần chậu, thấp hơn thấp luôn cô chú chị nha. Chỉ một cái điểm nó bị trái rồi đó. Cây hiện tại đang nằm chỗ 5. Tổng chiều cao đó là 128. Tàn ngang nó là 1m1 của chú. Vành thân tại điểm này là 19 nha. Thất thân thấp chủng. Thất thân tới mặt bầu là 16. Cái này không có đánh ngân chi tử nha cô chú, mình không thích thì gì mình cắt bỏ. Đây rồi, mã số 13 con thích phép Zalo cô chú giá là 2 triệu. Zalo cô chú mình là một cây linh sam ha, linh sam siêu bông, cây thành phẩm, cây nằm chậu đẹp luôn cô chú ơi, một giác luôn. Dán lắc luôn heo chú, cốc cành to hết trơn ha, tay cái chơi nè.
nó lắc lượng ha. Dạ em xin số thôi ạ. Rồi cho thông số luôn ha chú. Dạ, chiều cao là 58. Cái tạ ngang là 94. Cây hiện tại đang nằm trụ 5 ha. Còn tại điểm này được 29. Đo sát thì là nó ra là 33, 32. Thoát thân là 20. Cục cạnh nó to cho ha. Tay cái nó rõ lắm. Dạ rồi, mã số 14. Con xin gửi đến Zalo cô chú, giá là 5,5 triệu. Dạ cái lên sao mấy cô chú anh chị. Bao ship tặng chậu cho cô chú mình luôn ha. Mấy hàng này đóng cái kiện gửi thì cũng phí cũng cao lắm cô chú ơi. Mấy trăm ngàn. Dạ. Mã số 15 là một cây lộc rừng ha, lộc rừng lá nhỏ, dáng thác đỏ cô chú. Cây thành phẩm. Cây này không quay được Phương ơi. Xây giùm anh. Cái này thân lắc lượng dữ lắm nha cô chú anh chị. Chi cành nhạo luôn hả? Có nguyên cái cục của này làm như nó xù vậy. Nó mua cho bá nó. Cục bú. Cái này nó có hồi đó nó có một cái chi rồi nó chổi cắt bỏ. Cho nặng cho nhìn thấy cái đường thân nó rõ. Mấy hàng này gì mình cô chú mình nuôi nung nước vô là nó ra bông à. Quần lá nhỏ. Rồi, cho thông số luôn ha cô chú. Chiều cao đó là được 69. Tàn ngang nó là 75. Tổng chiều dài cành đỏ là 99. Hoành thân nó là được 29 hả cô chú. Củ đặc là 37. Sớm nôm là 26. Cây đang nằm chậu 4. Đây rồi, mã số 15 con xin phép cho cô chú giá là 4,5 triệu. Con cũng bao ship luôn thôi chú. Dạ. Là một cây mai vàng ghép với cúc thọ hương ha. Đủ chi giấm tàn hết ha cô chú. Cây này cái bộ đế nó nằm trải dài giống như rắn thú. Sớm quên mồi à. Đế đẹp nha cô chú. Đế nằm dài ường, y gan hình thú luôn. Chung này con ghép là con cũng ghép theo chi luôn á, bắt chi luôn á, theo cây bonsai ha. Rồi con vô thông số luôn hả cô chú. Chiều cao nó 50. Chiều dài bộ tàng là 65. Ngang nó là 60. Hoành là 26. Cái mình dài nó là 30. Cây nằm trong chậu oval thế dài 50 ngang 40 heo chú. Chạy gọi mã số 16 con xin phép cho luôn cô chú giá là 2,2 triệu. Con bao ship cô chú luôn ha. Mấy thằng này con rút chậu đi cô chú, cái chậu này nặng dữ lắm. Chậu này nó xấu nó... Dạ rồi. Mai vàng ghép với dảo Bến Tre ha. Cây hiện tại đang nằm chậu 6 ha cô chú. Cây thành phẩm ha.
bàn này dày mịt ha. Để phủ nó nôm. Cái điều do cứ ngắt à. Mấy tháng trước nắng quá rồi cái tủ nó lại cho nó đỡ hốc. Cái dàn xuông này mạch luôn có chứng chỉ. Rồi ra thông số luôn cho mau lẹ ha chú. Chiều cao nó là 75. Tán ngang nó là 80. Hoành thân là 35. Yeah. Cái củ đặt nó đo về là được 90 ha chú. Cây hiện tại đang nằm trong cái chậu này chậu 6 ha. Dạ mã số 17 con Zalo cô chú giá là 7 triệu. Bao ship. Mã số 18 là cuối clip này ha cô chú. Mã số 18 Zalo cô chú mình là một cây mai vàng ghép với cúc họ Hương ha. Cây này cũng phơm trực lắc luôn ha cô chú. Cái này nhỏ củ nó đến cô chú vậy ha. Đế đều hết trơn. Nói chung cây này cũng bao đế cho cô chú mình ha, không có chống mặt nào hết á. Cái này biết là cái tàn 4m anh cắt bỏ. Xuống một sợi 11 bầy rồi đó, nguyên hàng dài đó. Này mình ghép cúc họ Hương. Dạ, ấm tàn hết con chú chị. Dạ rồi. Chiều cao nó được 79. Tàn ngang hiện tại của nó là 70. Hoành được 33 hả cô chú? Dạ. Cái củ nó rồi xích ở đây là 84 ha. Đó, khơi khơi trên mặt ha chú. Cây hiện tại đang nằm chậu 6. Phôi vàng ghép cúc họ Hương nha cô chú anh chị. Vàng ghép cúc họ Hương. Đây rồi, mã số 18 cuối clip con xin phép Zalo cô chú giá là 3 triệu 500 ha. Dạ, rồi. Dạ, rồi. Mã số 18 là mã số cuối clip này ha cô chú. Con xin chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị xe đã bỏ thời gian xem clip con ha. Cô chú xem cây thịt nhãn lòng liên hệ với số điện thoại 0939619278 của con ha. Rồi con xin thành cảm ơn cô chú anh chị ạ. Dạ, em xin chào kết thúc clip ở đây luôn cô chú anh chị ha.